Hôm nay Duy Nhất sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật đánh gối thẳng. Trong môn Thái thì đánh gối thẳng thì được có đánh gối thẳng chân trước và chân sau. Đầu tiên là gối thẳng chân trước. Một chân trước mình là chân không độ, chúng ta sẽ nhận biết độ chân nữa là khi các bạn chú ý hai chân chúng ta đánh thẳng chân trước. Hai thì gối chân trước đánh thẳng chân trước, đồng thời chân trước bên phải kéo về bên hông. Ba là kéo thủ. Ba thực hiện lại là một là chúng ta sẽ nhận chân. Hai thực hiện phần gối thẳng. Ba kéo về thủ. Tự gối thẳng chân sau, một chúng ta chỉ biết chân trước là lấy đà, lúc này hai chân là hai đường, hai gối chân sau thì đấm thẳng vô, tại sao mà chân trước đều kéo về không của chân sau, ba kéo về chân sau thủ, ha, là một, ba động tác hai, ba thủ, thực hiện nhanh trái và phải, bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn ngang nhìn ba động tác ngang để thực hiện đồng nó được rõ. Lúc này gối chúng ta sẽ song song với mặt đất. Một, hai, người chúng ta sẽ ngửa ra sau để lấy tạo đà cái đầu gối dài hơn.